Xin chào anh em mình là Kiên chuyên review đồng hồ chính hãng rất vui khi được gặp lại anh em mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Solex, Omega, Patek Philippe hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Omega mình vừa mới về và em này của mình sẽ với tình trạng new full set đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ Omega đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này. Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ thì như thường lệ mình sẽ có được phần hộp giấy phía bên ngoài, hộp gỗ phía bên trong. Thông thường thì Omega sẽ có hai loại hộp chính, hộp gỗ như to và đẹp như thế này thì sẽ dành cho những thiết kế đồng hồ nam, còn những thiết kế hộp da thì sẽ dành cho đồng hồ nữ. Tiếp theo nữa ở đây thì mình sẽ còn có thêm một quyển sổ hướng dẫn sử dụng dành cho dòng máy Omega. Ở trong quyển sổ này thì mình sẽ được in với rất là nhiều thứ tiếng và nó sẽ có tất cả những dòng máy của Omega được hướng dẫn sử dụng ở trong quyển sổ này anh em có thể dở ra để tham khảo thêm tiếp theo nữa thì mình sẽ có thêm một bao da chứa đựng hai cái thẻ thẻ pictogram và thẻ bằng toàn cầu thì khi nào anh em lấy mình sẽ điền cái đét vào cho anh em và anh em sẽ có được bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Omega bên mình thì cũng sẽ bảo hành shop cho anh em song song với thời gian bảo hành toàn cầu hỗ trợ anh em lên đời xuống đời quay đầu nhập lại nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em an tâm chơi cũng như là trải nghiệm Chiếc đồng hồ Omega mình giới thiệu đến anh em ngày hôm nay là một trong những thiết kế đồng hồ sang trọng, đẳng cấp bậc nhất đến từ thương hiệu Omega. Bộ đem Omega Devil Our Vision với thiết kế lịch thường niên size 41 mm và mã máy đầy đủ của chiếc đồng hồ sẽ là 431.53.41.22. .13.001 Với mã máy này thì anh em có thể sơ được đầy đủ thông tin của chiếc đồng hồ Ở trên chính website của hãng Tại sao mình lại nói đây là một trong những mẫu đồng hồ đẳng cấp bậc nhất đến từ thương hiệu Omega thì đầu tiên mình có thể kể đến chất liệu thân vỏ làm nên chiếc đồng hồ này. Em này của mình thì sẽ được làm bằng vàng đỏ 18K, một trong những chất liệu đẳng cấp bậc nhất khi dùng để chế tác lên những dòng máy đồng hồ xa xỉ. Kế tiếp theo thì mình có thể nói đến bộ máy làm nên chiếc đồng hồ này. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy Omega Coiso 8611. Thì đây là một bộ máy cũng chỉ dành riêng cho những thiết kế vàng đúc đến từ thiên hôm này Bộ máy này thì còn có một đặc điểm Đó chính là nó sẽ nhận biết được tháng nào có 30 ngày và tháng nào có 31 ngày Thông thường thì với một chiếc đồng hồ thì tháng nào không có 31 ngày Anh em đều phải chỉnh lại lịch ca Có nghĩa là một năm anh em sẽ phải chỉnh lại lịch tầm khoảng 6-7 lần Còn với chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ không cần phải chỉnh lại lịch nhiều lần như vậy Anh em chỉ phải chỉnh lại lịch duy nhất một lần vào cuối tháng 2 tháng mà nó sẽ có năm thì 28 ngày, năm thì 29 ngày. Với em này thì anh em còn có thêm một thiết kế mặt trải tiên Âu rất là đẹp và cuốn hút. Trải tiên Âu luôn là một trong những loại mặt hot hit và được anh em yêu thích bậc nhất khi mà đi cùng với cả vàng hồng, vàng vàng hồng, vàng đỏ hoặc là những loại vàng nổi bật sang trọng ở trên thế giới. Ở đây thì mình sẽ có được những cọc số la mã, anh em sẽ thấy được những cọc la mã thì cũng được làm bằng vàng, đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ. Và những cọc la mã này thì sẽ tạo ra được sự phản sáng, bắt sáng rất là tốt khi mà anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau. Kết hợp với cả mặt trái tiền lâu thì sẽ tạo ra được một chiếc đồng hồ nam tính và sang trọng. Ở trên dial thì mình sẽ có được đầy đủ những dòng chữ thông số như là thiết kế logo này, dòng chữ Omega Ano Calendar cùng với cả những dòng chữ khác thể hiện công nghệ côi sô, công nghệ bộ thoát đồng trục giúp cho đồng hồ chạy chuẩn chính xác kể cả khi em yếu cót. Công nghệ này thì cũng chỉ xuất hiện ở những dòng máy Omega mà thôi bởi đây là công nghệ độc quyền đến từ thương hiệu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ còn có thêm chuẩn chính xác Cholometer. Thông thường thì một chiếc đồng hồ có chuẩn chính xác Cholometer thì đã rơi vào top 3 cho đến 5% máy đồng hồ có sai số thấp bậc nhất ở trên thế giới rồi. Chiếc đồng hồ này của mình với bộ máy phức tạp Arnold mà hãng vẫn có thể chế tác được với sai số thấp như thế này thì anh em có thể thấy được đẳng cấp của Omega cao đến mức độ như thế nào ở phần góc 3 giờ thì mình sẽ còn có thêm phần ô lịch ngày cũng như ô lịch tháng của chiếc đồng hồ nữa mặt kính làm nên chiếc đồng hồ thì cũng sẽ là mặt kính sa phi nguyên khối chống xước và nó sẽ được phủ thêm cả chống lóa nên cho dù ánh sáng có mạnh như thế nào chiếu vào anh em nhìn vào phía bên trong vẫn rất là nét căng anh em nhé ở đây thì mình quay video nó sẽ hơi lóa một chút nhưng nếu như anh em nhìn ngoài trực tiếp thì anh em sẽ không thấy một chút lóa nào cả về phần thân vỏ thì hãng sẽ sử dụng sự phối kết hợp giữa đánh bóng và đánh phay xước ở trên phần càng ở đây thì nó sẽ là phần niềng cũng như là phần càng ở đây thì sẽ là đánh bóng còn hai bên hông thì sẽ là đánh phay xước đây chính là vị trí mà chiếc đồng hồ tiếp xúc nhiều nhất với cả mặt bàn nếu như anh em để chiếc đồng hồ xuống đánh phay xước ở vị trí này tương đối là hợp lý nó sẽ tạo ra được nét nam tính đồng thời nó sẽ chống xước rất là tốt dành cho thiết kế đồng hồ ở đằng sau đấy thì mình sẽ có được một bộ máy 8611 và em này của bộ máy này thì sẽ cung cấp cho anh em 39 chân kính. 25.200 tần số động cùng với K 55 giờ chữ cót bộ máy về phần rotor cũng như cầu cân bằng sẽ được làm bằng vàng đúc 18k và ở đây thì mình cũng sẽ có được một số những chuyện chứng nhận vàng đúc như là AU750 này đồ chói Bắc Nam cân tiểu ly bên này thì sẽ là logo bên này thì sẽ là series của đồng hồ với khả năng chịu nước lên đến 100m thì anh em khá yên tâm sử dụng trong những môi trường như là đi mưa rửa tay nhẹ được nhưng mà không tắm không bơi anh em nhé tiếp theo nữa thì mình sẽ còn có thêm một bộ dây da chống và chịu nước rất là tốt nhưng nếu anh em hay tắm hay bơi sau đây anh em nhưng nếu mà anh em hay sử dụng liên quan đến môi trường nước thì anh em tốt nhất là cũng nên thay một bộ dây cao su vào nếu như anh em không muốn bộ dây này hỏng nhanh bộ dây này sẽ bền nhất nếu như anh em giữ ở trong những môi trường khô ráo cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa bấm chống gập dây với đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để xem thử. Nếu như size 41 của dòng máy Seamaster Aquatera, anh em sẽ cảm thấy hơi to một chút thì dòng máy Devil Vision anh em sẽ thấy rất là dễ đeo bởi phong cách bo tròn, bởi phong cách classic Red của chiếc đồng hồ này. Với em này, nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá tương đối là cao lên đến 555 triệu. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em new full set với mức săn sale chiết khấu tốt hơn rất là nhiều. Mình giao lưu chỉ loanh quanh là 279 triệu mà thôi. Thế anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng và anh em có thể các bạn đến mình qua Zalo qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì anh em có thoải mái nhắn tin gọi điện trao đổi với mình cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em